Chào các bạn đến Tinnhanh 24/7. Chi tiết Honda CBR600 RR 2021 vô diện nét đẹp tại Đông Nam Á. Kawasaki Ninja ZX-6R ghen tị. Mô tô tầm trung Honda CBR600 RR Super Sport 2021 được tin sẽ vượt dậy được cái sự yêu thích của người hâm mộ đối với các xe nổ là 600cc trên thị trường quốc tế hiện nay. Honda CBR600RR Super Sport 2021 xuất hiện trong cái làng mô tô phân khối lớn tập trung. Cái mẫu xe này giờ đây đạt được cái tiêu chuẩn thải mới là Euro 4 và hiện tại rất là rõ nét cái âm hưởng về mặt thiết kế từ các người đàn anh lớn như là cái chiếc siêu xe Honda CBR1000RR 2020. Cái sự cập nhật về cái phiên bản mới của chiếc CBR600RR Super Sport 2021 về mặt thiết kế thì chúng ta thấy hiệu suất khi hoạt rất tốt với những cái thành phần thiết kế trên cái tấm ốp thân xe như các cánh sắt nhọn gắn ở trên cái cản bên xe. Ống xả cái kiến trúc là 4 trong 1, phần yên ngồi sau được hạ thấp xuống càng làm tăng thêm cái diện mạo độc đáo cho cái dòng xe thể thao này. Trong cái làng xe thao cái tầm trung là 600cc trên thị trường thế giới hiện nay, một khoảng thời gian rất dài có những xu hướng là hưng thịnh và những lúc là suy. Tuy nhiên đối với những phiên bản như là Yamaha YZF-R6 và Kawasaki Ninja ZX-6R, đây có những bước đã bị sụt giảm nghiêm trọng, thì hãng Honda cuối cùng đã có những quyết định là tái xuất vào mẫu xe CBR600RR 2021 ra mắt thị trường quốc tế để kích thích nhu cầu của những dân chơi mô tô tầm trung. Cái mẫu xe này được trang bị cho mình một động cơ với dung tích là 599cc, cho ra một cái công suất là 119 mã lực, tại vòng tua máy là 14.000 vòng trên phút, mô men sức hiện tại là 63.72 Nm, tại vòng tua máy là 11.500 vòng trên phút. Tiếp cùng đó hộp số con tay 6 cấp có cùng cái công nghệ là hỗ trợ chống trượt. Và trên yên cái chiếc Honda CBR600RR Super Sport 2021 có rất nhiều trang bị cao cấp cùng với hệ thống đo lường quán tính IMU 60, tay lái thông minh với những chế độ lái, kiểm soát bắt đầu, kiểm soát bấm đường và có nhiều cái tùy chỉnh phanh. Trên chiếc xe này còn có hệ thống đèn full LED độc quyền, cùng với đó là một cái cụm đồng hồ TT màn hình màu cực kỳ sắc nét. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký kênh, nhớ like, subscribe.